Dạ xin chào quý diễn giả Kim Phương Dừa. Phương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Bà con cô bác thân mến, hiện tại thì Phương Dừa đang có mặt ở bệnh viện Nhi đồng thành phố ở đường Võ Trần Trí, xã Tân Kiền, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ bây giờ là 10 giờ tối thứ sáu ngày 28 tháng 10 2022. Dạ bà con cô bác thân mến, nếu bà con bác có theo dõi kênh Phương Dừa con thì có Phương Dừa có chia sẻ là con trai của Phương Dừa là bạn Thế Dĩnh á, dạ bị bệnh sốt xuất huyết, dạ, dạ bạn phải dạ bạn phải nhập viện hôm bữa thứ ba tuần này, dạ thứ nào thứ ba sáng thứ ba thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu là coi như là cũng 4 ngày rồi bà con bác. Dạ thì hôm bữa thứ bảy tuần rồi tôi vừa đi cáp tiêm chương trình ngôi sao miệt vườn á, về xong cái thấy anh được cái tối anh sốt uống thuốc sốt, thì sáng vô hạ xong cái sáng chủ nhật cái bà xã cũng vừa đi khám xong cái về uống thuốc xong cũng vẫn còn sốt không hạ nha bà con bác. Dạ nó hạ mà hạ xíu rồi xong nó nóng hoài luôn, xong tới thứ hai vẫn còn sốt mà bác sĩ cho thuốc uống 2 ngày, bác sĩ kêu đi theo dõi 2 ngày, xong cái thứ ba cũng vừa dẫn Thế Dĩnh đi khám xong rồi vô khám cái bác sĩ xét nghiệm máu thế là bị phát hiện sốt xuất huyết. Dạ rồi trước đó thì mẫu của bé là cũng bị bệnh sốt xuất huyết và nằm ở bệnh viện Bình Chánh á. Dạ thì cho nên là bữa giờ thì Phương Dừa là bỏ hết tất cả các công việc luôn. Dạ rồi Phương Dừa cũng không có quay clip gì hết trơn. Phương Dừa phải ở trong bệnh viện để Phương Dừa chăm sóc cho cháu nó, rồi bà xã Phương Dừa cũng vậy, cũng ngày nghỉ ngày làm rồi buổi nghỉ buổi làm cũng vô để chăm sóc cháu. Dạ nói chung là tình hình hôm nay thì bé đã nóng sốt, tính là sốt thì sốt xuất huyết người ta phải theo dõi theo ngày mà con bé là có nghĩa là bị 3 ngày, xong ngày thứ tư ngày thứ năm thì nó sẽ chuyển biến nặng đó, ngày thứ sáu thứ bảy cũng vẫn theo dõi. Bé Thế Dĩnh thì hôm nay là ngày thứ sáu rồi. Dạ thì hiện tại thì bé cũng khỏe. Phương Dừa với là bà xã Phương Dừa thì ở trong đây nuôi á, thì phải thức suốt đêm luôn à, coi như là ví dụ canh báo thức ngủ 2 tiếng như vậy, ngủ 2 tiếng như vậy để canh cho Thế Dĩnh uống nước. Dạ bác sĩ dặn là cái bệnh này đúng là bệnh sốt huyết này thì bác sĩ không có can thiệp gì hết trơn, bác sĩ kêu mình vô nhập viện để bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe, theo dõi cái chỉ số máu, rồi bác sĩ phải dặn mình phải cho uống nước liên tục để cho cái máu nó đừng có đặc đó. Thì bữa nay thì nè, con uống nước. Cảm ơn bà cô chú chị quý khán giả đã hỏi thăm con đi. Cảm ơn cô chú khán giả đã hỏi thăm con. Em không nhắc tâm nhiều. Cái tay chân đó, cái nó bị nổi cái xuất huyết ở trong hồ á, cho nên nó đỏ đỏ. Con thấy sao vậy? Bình thường ha. Nay ăn được không? Rồi uống nước đường ngon lành không? Bữa trước thì đau bụng quá trời luôn rồi quá. Nói chung là sốt xuất huyết thì cũng rất là nguy hiểm, cho nên là nó cũng có rất nhiều triệu chứng. Dạ, giống như mà Út thì bị chóng mặt, rồi bị tụt áp, rồi tụt hồng cầu á. Dạ, còn Thế Dĩnh thì bị sốt, với lại bị đau bụng, với lại mà 2 bữa nay thì nó bị xuất huyết dưới da đó. Dạ, này nó bắt đầu nó vỡ ra nè. Đó. Xong rồi mốt nó sẽ lặn. Đó, bác sĩ dặn hôm nay thì ngày thứ sáu thì nó thì tình hình sức khỏe rất là tốt. Dạ, nhưng bác sĩ nói vẫn còn phải theo dõi ngày thứ bảy rồi xong rồi bác sĩ sẽ cho về nhà để theo dõi tiếp. Dạ thì đáng lý ra thì Phương Dừa cũng không có dạ con cái bệnh mà bệnh hoạn thì Phương Dừa cũng chỉ nói à con bệnh vậy thôi, chứ Phương Dừa khi nào Phương Dừa quay Phương Dừa chia sẻ lắm. Dạ, nhưng mà tại vì bà con cô bác có theo dõi kênh Phương Dừa thì đã quen hàng ngày rồi, mỗi ngày buổi 8 giờ sáng sẽ coi clip, 6 giờ chiều sẽ coi clip, mặc dù dạo này thì bà con bác chắc cũng bận bịu hoặc là không có thời gian á, không có xem clip của Phương Dừa nhiều, nhưng mà Phương Dừa không có đăng clip thì nhiều bà con cô bác là em nhắn gọi Phương Dừa hỏi có sao rồi, sao có sức khỏe làm sao, gia đình sao, có chuyện gì sao không đăng clip. Bà con bác cũng lo lắng quan tâm lắm, rồi bà con bác cũng
cũng vô nhắn thêm thương vừa con, rồi thậm chí mà con cô bác còn nhắn vô kênh của mấy đứa đứa em của con Dừa, mấy đứa đệ tử con Dừa hỏi con Dừa có khỏe không. Nói chung cũng cảm ơn tất cả quý bà con cô bác rất nhiều, cho nên là con Dừa cũng mới chia sẻ cái này để bà con bác biết là từ bữa thứ ba, thứ tư, năm, sáu, bảy giờ, thứ sáu thì con Dừa bận, cho nên là con Dừa trong bệnh viện không. Ví dụ như là tối nay thì con Dừa sẽ vô con Dừa ngủ với lại Thế Vĩnh, là con Dừa canh đó. Và sáng ngày mai thì con Dừa phải mai thì Thế Vĩnh khỏe rồi, mai con Dừa sẽ đi chọn bài vở cho thí sinh của chương trình Ngôi Sao Biệt Dường. Rồi chủ nhật thì con Dừa sẽ cắt chương trình ngủ dạ. Rồi thứ hai con Dừa sẽ cắt chương trình, có nghĩa là ngày 30-31 tháng 10 thì con Dừa sẽ cắt tiếp đợt hai ở quán cà phê Lệ Đá số 200 số 596 đường Lê Văn Quế, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh dạ. Thì tối con Dừa sáng đêm gì đó con Dừa canh, rồi cái sáng cái con Dừa cũng canh buổi sáng, xong cái con Dừa cũng có phải có việc, con Dừa cũng dành một tiếng tiếng con Dừa họp hành công chuyện, rồi vào thời gian con Dừa thì đi làm buổi sáng buổi chiều khi vô đây với Thế Vĩnh. Dạ bữa giờ thì vô đây 4 đêm rồi cha, hai ba đêm với cha canh con, mẹ ngủ 1 đêm phải không, mẹ về với lại em nhà cũng tội nghiệp đó đó, cho nên là nói chung là bà con cô bác đã theo dõi Phương Dừa mỗi ngày rồi đó dạ, cho nên là thấy Phương Dừa cũng đang clip cũng lo lắm. Thôi Phương Dừa nghĩ thôi chàng này, tại vì ngày mai ngày mốt thì cũng Phương Dừa cũng không có, Phương Dừa cũng lo tập trung Phương Dừa cá, Phương Dừa cũng không có chia sẻ video gì đó, cho nên Phương Dừa cũng muốn quay video này để bà con cô bác biết được Phương Dừa bận sao mà không có quay clip, với lại để cũng cảm ơn quý bà con cô bác đã quan tâm hỏi thăm đến sức khỏe của Thế Vĩnh, dạ, báo cho bà con cô bác về Thế Vĩnh nó khỏe mạnh để bà con bác yên tâm, cũng có nhiều người cũng thương đồng nghiệp, chứ cũng không có muốn phiền bà con cô bác, dạ, con Dừa cũng bệnh thì con gái bệnh nó nhỏ mà bệnh sốt xuất huyết, mà đang dịch sốt xuất huyết, đó, cho nên là nó nhiều nơi nhiều đứa cũng bệnh thấy thương, mà vô đây mới thấy đúng là vô bệnh viện thấy nhiều ca bệnh thấy nó tội, mà mình thấy bởi vì con cái mà nó khỏe mạnh thì mình còn tâm trí, mình còn sức khỏe để mình làm ăn, còn con cái nó bệnh rồi thế mình không có làm gì được gì. Thật sự Phương Dừa không biết bà con bác sao, chứ Phương Dừa mà con cái nó bệnh, gia đình mà ai bệnh lo lắm, có khi Phương Dừa phải khấn này nguyện để hết bệnh rồi mình ăn chay này kia rồi mình cũng lo lắm. Mà mình phải mình biết mình thấy mình nghĩ bụng mình lớn á, mình biết được mình bệnh mình thai cũng được, nhỏ xíu bệnh trời ơi, đau bụng bữa trước con đau bụng lắm hả, cái này đau bụng này ngứa ngồi gãi như con khỉ dạ, ấm nhách ấm vô mà con bác hai chồng thấy gầu quá, một con nhiều quá nhất vô nè, bệnh nó tụt ký nữa, chứ cũng thương nó học giỏi luôn nè, cũng làm lớp trưởng á, cái này tuần nay lớp trưởng nghỉ học rồi không biết lớp ai thôi nữa sao. Có ai coi không, lớp phó coi hả, không biết có khi đợi lớp chịu. À, ở đây nè, ở đây mình nằm đây là theo dõi gì mà không hết nó theo dõi, ví dụ như là đau bụng cái là đau bụng do là về tiêu hóa đó, cái bác sĩ sẽ cho mình uống thuốc để mình đi tiêu đó, rồi xong rồi ví dụ như là ngứa thì bác sĩ sẽ cho thuốc để uống để giảm ngứa, hình như chỉ có hai loại đó thôi đúng không? Dạ. Mấy bữa nay uống hai loại đó thôi gì? Bữa nay chứ. Thuốc để đi cầu với là thuốc về để ngứa thôi. Còn ví dụ ngày người ta lấy bốn tiếng cách bốn lần người ta phải lấy cái máu ở động tay rồi mà bác, dạ chích động tay nè, lấy để theo dõi, lấy cách để 6 tiếng. À. 6 con tiếng. Chích gần hết bài hai bài. Gần bài. Còn có mấy con này chưa chích. Còn dữ. Giờ nhưng mà giờ cũng giãn ra. Đó, mà phải chích lấy cái máu ra để coi nó coi chỉ số, với lại mỗi ngày phải lấy máu đi nữa nè. Nó ban đầu thì mấy cô
lấy không có để ổng đây, nhưng mà lấy thấy đau quá cuối cùng cô để ổng trong chích đi để cô có gì cô lấy, nhưng mà ngày nay không có lấy không không. Tại chích đỏ quá rồi. Tại đây chích à nó thường nói chung sốt xuất huyết thì bởi vậy nhà bà con cô bác cũng mình lưu ý đã. Mình cũng đâu biết đâu, mình cũng xịt mũi đường tối ngày, mà nhiều khi trời mưa quá, trời mưa rồi ao tù nước đọng này kia rồi con mũi vàng nó chết cái là dính liền đó. Nhiều khi mấy ông con này sức khỏe rồi sức đề kháng đồ yếu đó. Nên là chích là bệnh nó sốt mà thiệt đúng là lo đi. Thứ bảy tối thứ bảy chủ nhật thứ hai thứ ba mà nó sốt, nó sốt ba mấy 40 độ mà sốt như ông này mớ rồi nó sản không à. Xong rồi hạ xíu hạ chứ chừng chừng 38 cái nó lên lại. Uống thuốc 4 tiếng lần uống hai ba con uống xuống suốt xuống tuần liên tục luôn. Cho nên á tôi vừa cũng lưu ý bà con bác mình, bởi vì người ta mới nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh đó. Người ta liệt diệt lân quăng để không diệt lân quăng, không có lân quăng là không có sốt xuất huyết. Cho nên là nhà mình ví dụ mình ao tù nước động hay gì đấy kia nó có cái môi trường để cho muỗi nó sinh sản đó, thì mình làm sạch sẽ đi, đừng để cho có muỗi, dạ, để cho có muỗi, đừng không có muỗi là không có bị. Nói chung dướng vô mấy cái bệnh này nói chung nói cũng lo lắng lắm, vô đây bác sĩ cũng nói chung tâm lý bác sĩ cũng nói với mình rõ ràng, bác sĩ điều dưỡng này họ chu đáo lắm, chăm sóc bệnh nhân tốt, dạ. Giải thích cho mình được đó, qua 3 ngày rồi là cũng may là anh này là phát hiện sớm, biết sốt sớm rồi vô đây để xét nghiệm rồi đi vô nhập viện phát hiện sớm, nói chung là phát hiện sớm và theo dõi và nếu mà lỡ không may mà bị sốt xuất huyết thì mình ở nhà mình ráng uống nước nhiều. Bác sĩ nói thí dụ tại vì sốt thì ăn uống thì nó không ăn nổi, ăn thì ăn uống ít cũng được xíu nhưng phải uống nước nhiều, một ngày mà nhỏ vậy nè, chứ bác sĩ dặn phải uống 2.5 lít nước á, hoặc là uống một trái 2 trái dừa, hoặc là cái loại nước bù khoáng đó bác. Đó, bác sĩ bắt phải uống nước kêu 2 tiếng, không để cho ngủ nha, nguyên đêm là không để cho ngủ đó. Bây giờ bác sĩ thì dặn 2 tiếng dần là 2 tiếng giờ là khu dừa canh, mà với bệnh đâu ngủ yên đâu, xíu dậy cái tôi vừa cho uống miếng nước mà mấy bữa trước ngủ mà dậy không nổi cái nhấp miếng mà cô chú người ta ngủ không nổi, con ngủ được khi con ngủ được kêu vậy mệt đó. Con ngủ dữ lắm mà con ngủ cháy nhà luôn. Ngủ cháy nhà phải mà chiều nay con ngủ mà mẹ dốt kêu con không chịu dậy. Tại vì tiêu đêm con ngủ chập chờn con ngủ được không? Hồi Út kêu hồi 4-5 giờ, 7 giờ cũng vậy. Giờ cho nên là phải cố gắng theo dõi rồi ráng uống nước cứ uống nước vô, uống nước rồi uống nước dừa, bác sĩ dặn uống nước dừa, nước lọc hoặc nước khoáng gì đó để cho nó máu cho mình, nó máu mình nó loãng được, nó đông đặc. Chứ mà đông đặc mà bác sĩ nói rồi, nếu mà nó đông đặc là phải truyền dịch. Mà truyền dịch thì nó sẽ thường truyền dịch, bác sĩ có nói là nó sẽ tràn vô phổi á, tràn vô phổi sẽ làm cho mình khó thở nó. Còn giống như Thế Dĩnh bữa còn đau bụng này là do là uống nước nhiều quá cái nó không tiêu, cho nó bác sĩ nói là tràn cái gì mạng dịch cái gì gan gì á. Cũng vừa thằng bữa nói với là bà xã cũng vừa nói lại cũng vừa không nhớ đó, nên phải uống nước nhiều, uống thiệt là nhiều đó. Con gán về ha, về để cho đi làm này kia rồi con đi học hành được, để cho bà con chú anh chị đừng bớt lo lắng cho nha. Con đi học lại về nhiều lắm. Mai uống nhất mà nay chắc còn uống 5-6 ký. Nghe nói có vài bạn nói con tưởng con chuyển trường luôn rồi đó. Làm gì? Chuyển trường hả? Tưởng có vài bạn tưởng con chuyển trường. Có 28-29 ký mà bệnh gần này sao con uống nhất không nhau? Tụt 27 ký rồi chứ. Tụt 27 ký hả? Ừ. Hôm nay eo ụt. Eo ụt hơn trà sữa. Dạ. Yeah. Tối Hương Dừa ở đây chăm Thế Dĩnh, còn bà xã Hương Dừa thì về ngủ với trà sữa.
bà xã hôm vừa cũng cũng đuối lắm, đang công việc cũng đang chuẩn bị sổ sách cũng còn nhiều lắm, chậm cái dáng rồi. Tôi vừa cũng đợt này tôi vừa phải bận cái chương trình ngôi sao miệt vườn nữa, cũng thời gian cũng rất là gấp rút luôn. Nhà đang cũng phải tổng duyệt chọn bài cho bà con cô bác, rồi cũng phải cast tiếp nữa, tại vì bà con bác bữa đợt rồi bà con bác không thấy thông tin, hoặc là bà con bác không sắp xếp điểm được, cho nên là bà này bà con bác cũng vừa tổ chức thêm ngày nữa. Cuối cùng cũng vừa thêm ngày nữa thì hôm nay là hồ sơ bà con bác gửi tới chương trình cũng khoảng hơn 200 hồ sơ rồi đó. Có nghĩa là chủ nhật với thứ hai này cũng vừa cast cũng sẽ rất là đông. Nói chung cũng cảm ơn quý bà con bác rất là nhiều. Mà thương một cái là thật sự là tại bà con bác quen á, ví dụ giống như là coi cái dừa giống như người thân trong nhà, với sáng 8 giờ mở lên thấy cái dừa, 6 giờ chiều mở lên thấy cái dừa, mà ngày đó mà ví dụ khung giờ mà 8 giờ sáng mở lên không thấy cái dừa, hoặc là 6 giờ chiều không mở lên không thấy cái dừa, là bà con bác lại lo lắng đó, thấy thiếu thiếu nhiều. Bà con bác nhắn tin gọi điện rồi comment hỏi thăm cái dừa sao rồi, sống cái clip có chuyện gì không. Dạ mỗi lần giống như Khương Dừa đã Khương Dừa bị Covid vậy, bị Covid thì Khương Dừa cũng đâu quay clip được đâu, cho nhưng mà Khương Dừa cũng đáng tranh thủ Khương Dừa chia sẻ ngắn là Khương Dừa nó Khương Dừa bị Covid và Khương Dừa đã khỏe mạnh để bà con bác cũng yên tâm. Chỉ lại bữa giờ Khương Dừa cũng không dám quay clip chia sẻ nữa, tại vì ngày thứ tư với ngày thứ năm thì là hai ngày mà nó nay vô là bệnh mà sốt xuất huyết, bác sĩ nói là nó sẽ diễn biến phức tạp đó. Cho nên là tập trung ngứa nó không nó đỏ gì đó đúng không? Thôi ngủ ha, mấy giờ ngủ sáng dậy sớm cho khỏe, sáng mai cho phải đi tập bài vở rồi cho các cô chú. Bây giờ ngủ ha, ngủ cho khỏe ha. Giờ thôi mình chia sẻ với bà của chú anh chị xíu vậy thôi ha, để cho quý bà của chú anh chị yên tâm nha. Chứ gì thì không chia sẻ rồi ngày mai ngày bố chị không có chịu. Thường vừa cũng không có quay cái clip gì, bà con cô bác lại thấy vắng 4-5 ngày, nhưng mà cô bác lại lo lắng, thấy thương vậy. Ở đời được bà con cô bác thương như là phước đức của cha con mình lắm rồi đó. Dạ thôi cảm ơn. Dạ cảm ơn mọi người vui. Dạ chúc mọi người vui lễ hội bữa tối. Dạ anh bị một cái chú nghe. Dạ 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 cảm ơn. Chúc quý bà con chú nhiều sức khỏe, hẹn lại bà con chú chị trong một clip tiếp theo, là một clip cho Thế Vĩnh thật là khỏe mạnh và thật là nhiều năng lượng nha. Khương Dược cũng thật là nhiều năng lượng, mấy nay Khương Dược buồn ngủ quá, Khương Dược đuối gì. Dạ cảm ơn nhiều ạ.